Chào các bác, hôm nay lên cho các bác cái video về con máy chiếu vật thể nhé. Máy chiếu này là chuyên dùng cho thuyết trình dạy học. Dòng máy máy chiếu vật thể của Epson. Đó, hàng máy Nhật nội địa đây, các bác nhìn này. Đó, đây, em sẽ nhấc ra cho các bác xem. Con này có đầy đủ phụ kiện của nó, máy đây. Một cái máy này. Đó, một cái dây USB hai đầu, một đầu A, một đầu B, dây VGA và một cái điều khiển. Đó, con này dùng nguồn 12V 1A, túi chính hãng Epson. Đó, đây, cho quay cho các bác chi tiết con máy, quay đầu này. Đây, đấy, nó có thể xoay được này. Đây, nhấc lên nhấc xuống này, đó, mắt bóng đèn để xoay này. Con này có hai đèn nhá, hai đèn LED. Có hai chế độ bật đèn 1, 2 đó. Đấy, con này cái điểm ảnh của nó lên đến 50 megapixel, tốc độ hình ảnh của nó là 30 khung hình trên giây nhé các bác nhé. Đó, máy rất là xịn sò. Đây các bạn, em sẽ nhân hẳn lên cho các bác xem. Cái cầm nó nhân hơi khó rồi. Đó, rất là xịn sò. Có khe cắm thẻ nhớ này. Đây, các cổng của nó là cổng PC kết nối qua máy tính này, cái này là máy chiếu này để hắt lên. Cổng HDMI, cổng USB. Đó, con này mã của nó là ELBDC12. Đấy, độ phân giải của nó là 1280x800. Đây, các cái nút phím bấm của nó đây là các độ chế độ trình bật từ chuyển đổi từ máy chiếu hắt sang máy tính PC để dạy. Đó, zoom này, zoom to, zoom nhỏ, đèn, đây menu rồi trở về. Đó, trong điều khiển này nó có hết. Đó. Đây, có cả các chế độ quay phim này, chụp hình này. Đó, các bác chụp lại một cái hình ảnh của cái quyển sách, quyển vở để mình có thể mình giữ nó lại và mình quay ra chỗ khác được. Đó. Đấy, kích thước tối đa của con này là 297mm x 419mm. Con này độ zoom quang học của nó lên đến 10x. Đó, rất là xịn sò. Đấy. Đấy, điều chỉnh cân bằng sáng tự động nhé các bác nhé. Đấy. Đây, thì em sẽ kết nối cho các bác từ máy chiếu qua máy tính rồi từ máy hát lên. Đó, bộ nhớ trong của con này là 1GB nha các bác nhé. Đấy, nguồn của nó là nguồn có thể dùng nguồn DC 12V 1A. Đó, xoay hình ảnh 180 độ. Đây, xoay này các bác, xoay này, con này các bác có thể xoay này. Đấy, thấy chưa? Đấy, rồi xịn sò, độ sáng trắng. Rồi bây giờ em sẽ lên hình cho các bác nhá. Đấy nhá các bác nhá, em đã lên hình cho các bác nhá. Đây em đang cắm cổng này là từ máy chiếu hắt sang máy chiếu này, sang con máy chiếu này. Đó. Và cái cổng này là cổng cắm PC nhá. Đây là dây nguồn. Đấy. Đây con máy đây, em đang chiếu quyển sách. Tại sao lại để quyển sách ngược như thế kia? Thì khi mà chúng ta ngồi dạy học ấy, bàn giáo viên thì bàn giáo viên sẽ ngồi kia vào cái máy. Đó, mình sẽ ngồi như này. Đây, đó, mình dở thì cái máy nó sẽ ở đằng trước mặt. Chứ không ai để ngược, đó. Như vậy. Đấy, để các bác nhìn. Đây, lên hình đây cho các bác xem. Đấy, rất chi là rõ nét. Được chưa? Đây, ở trên có cái phím bật đèn này. Nút đèn này. Đây, em sẽ bật lên cho các bác nhìn này. Một cái đèn nhá. Đó. Có nhìn thấy tay của em chưa? Nhìn rõ chưa? Rõ hơn rất nhiều nhá. Một đèn nữa này. Đấy, nó có thể sáng. Nó sẽ lấy ánh sáng cho chúng ta. Rất sáng. Rồi, em sẽ tắt bớt đi này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đây. Các nút của nó. Đây, điều khiển nó cũng có hết nhá. Đấy, quay đây là chụp ảnh, quay phim này. Đây, chuyển PC này các bác chuyển bấm vào đây này. Đó, khi các bác chuyển cái thì nó sẽ chuyển về PC ngay để cho các bác dạy. Đó, các bác không muốn nữa thì ở đây nó sẽ lại có một cái phím nữa này. Đây là cái máy chiếu vật thể các bác bật này. Bấm một phát, đấy.
không thì lại bấm tiếp, nó rất là hiện đại và tiện lợi. Ở đây nó có cái phím zoom này, zoom ở trên này nó cũng có nhá. Đây các bạn bấm dấu cộng này, đó các bạn nhìn nhá, zoom này, đấy rất là hiện đại. Đấy, zoom nhỏ lại này, zoom to này, này phù hợp cho trình chiếu thuyết trình và dạy học. Các bác có thể chiếu các cái con, các cái vật thể mà mình muốn chiếu, mình để như này, mình chụp hình lại và nó sẽ quay lên kia. Bây giờ em sẽ chụp hình cho các bác xem. Đây em sẽ chụp này. À, em ấn nhầm vào cái nút tận nguồn rồi, chụp nhá. Đây mình đã chụp ảnh lại nhá, các bác nhìn này. Đấy thấy chưa, em di chuyển này. Đấy, hình ảnh quyển sách nó vẫn đứng im. Đây cái nút này là cái nút phím quay phim, quay phim này đó các bác nhá. Đây em sẽ giới thiệu tiếp, đây là cái nút này là nút tự động lấy nét này. Đó, bấm nó sẽ tự động lấy nét nhá. Đấy đây là sẽ nút này, nút chụp hình này, quay phim này. Tuy nhiên là cái máy này nó chụp hình quay phim nó không được như cái các cái máy ảnh các thứ của mình được, nên là nó đợi một, nó sẽ mất một thời gian để nó chuyển đổi. Đấy nó chậm. Đây khe cắm thẻ nhớ để mình có thể lấy các hình ảnh và quay phim ra, chứ trong này bộ nhớ của nó không đủ được đó, nên là các bác có thể phải lấy cắm thẻ nhớ ngoài. Trong này nó chỉ có 1 GB thôi đó, nên là nó sẽ lưu nhiều, nó sẽ bị đơ, bị chậm. Đấy các cái zoom to zoom nhỏ này, sáng này. Đấy sáng thì mình bật ở đây thì mình sẽ chỉnh cái độ sáng tối này. Đấy các bác nhìn em chỉnh này. Đấy, 14, 13 này, 15 này. Đấy, nó sẽ sáng dần, sáng dần. Đấy, các bác có thể chỉnh tùy ý, các bác chỉnh. Được chưa ạ? Đấy. Đây, cái này, cái mắt của nó có thể xoay được. Đây. Đó, rất là hiện đại. Chiếu hắt lên nhé, cộng chỉnh chiếu đây, chỉnh chiếu đấy, xoay này, đấy, xoay. Ok, nào mà chuyên về chỉnh chiếu thuyết trình dạy học ấy thì có thể lấy con máy này về dùng rất là ok nhé các bác nhé. Đó có thể mua máy chiếu xong là mua thêm một con máy chiếu vật thể như này. Đấy, vừa giới thiệu qua cho các bác xong. Đó, ok, bạn nào ưng thì cứ liên hệ với em nhé. Máy giá chỉ có tầm 4 triệu thôi, máy mới của nó hơn 10 triệu, 15 triệu đấy. Đó, ok, cảm ơn tất cả các bác xem video của em. Cảm ơn các bác xem video thì nhớ đăng ký kênh để đón xem nhiều video mới nhất của em nhé. Cảm ơn các bác, chào các bác.